Thì mấy nay anh em có đặt câu hỏi là cái bơm M40 bên mình so với cái bơm điện thông thường thì nó khỏe hơn gấp bao nhiêu lần. Thì bữa nay bên mình sẽ lấy cho anh em một cái mẫu bơm. Đây là cái mẫu M40 mới nhất bên mình đang bán, là 350.000 bao ship cho anh em nha. Và tặng cho anh em cái đầu răng ga luôn. Ví dụ anh em thích xài đầu lớn thì xài, còn không thì nó chuyển qua cái đầu nhỏ. Cái đầu nhỏ này anh em có thể trồng dây củ dê vô, hoặc là anh em xài cái răng 14 anh em vặn vô. Tức là cái đầu nhỏ này nó sẽ là cái đầu dây mà mấy cái máy rửa xe màu dây vàng vàng này, anh em thấy không? Mà ở tiệm máy rửa xe người ta hay xài cái dây đó, tức là cái dây thông dụng, dây 8 đi rưỡi, là anh em có thể xài được. Còn cái video clip này thì mình bàn tới vấn đề là cái công suất, cái lực nén của máy và cái lưu lượng nước nha. Ở đây thì bên mình là cái mẫu M40 này bên mình đang bán đó, thì cái lưu lượng nó dao động khoảng từ 12 cho tới 13 lít một phút. Còn cái mẫu này là cái mẫu bơm giá rẻ trên thị trường. Thì có nhiều anh em chưa biết về cái mẫu M40 thì hay thấy nó rẻ, anh em mua cái mẫu này, hoặc là cái mẫu này thì anh em sẽ thường thấy nó nằm ở trong cái bình xịt điện á. Thì cái mẫu này nó khá là rẻ, tùy chỗ bán có khi chỉ có vài chục ngàn một cái bơm này thôi, hoặc là cao lắm thì khoảng tầm 150.000 trở lại đó, thì đã có một cái bơm điện này. Tuy nhiên đây là cái mẫu bơm mà nó đã gọi là nó lạc hậu rồi anh em. Thì cái bơm này thì tầm là khoảng 10 năm trước á, lúc mà nó chưa có bơm điện đôi này đó, thì nó mới ra thì nó rất là hot cái bơm này. Nhưng mà sau khoảng 5 năm sau khi ra mắt á, thì thường là người ta đã chuyển lên là bơm điện đôi hết rồi. Do đó là cái bơm này thì anh em xài thì cũng được, nhưng mà cái lượng nước của nó thì nó khá là yếu. Đây mình đọc cho anh em thông số rồi, ví dụ như về điện á thì nó vẫn là 12V. Cái cường độ dòng điện thì cũng là tầm là 3A thôi đó, tức là nó tầm là 13 × 12, thì công suất nó tầm chỉ có khoảng là 30W thôi nha anh em. Nó khá là nhỏ. Và cái lưu lượng nước nè, nó quan trọng nhất là cái lưu lượng nước nó chỉ có 4 lít một phút thôi đó. Rồi cái áp của nó là 6.83 nha đó, chỉ có 6.83 thôi đó. Cái quan trọng ở đây là chỉ một cái máy này một phút nó chỉ cho anh em ra được là có 4 lít một phút thôi. Nếu mà nhân đôi cái máy này lên thì nó cũng được có tầm là 8 lít một phút thôi nha. Trong khi cái bơm này của bên em là nó tới 12 lít một phút. Vậy nôm na là cái bơm này nó khi mà anh em về anh em thay thế, hoặc là anh em có cái bình xịt điện anh em mua về anh em thay thế, hoặc là anh em có cái bơm này rồi mà về mình nâng cấp lên á, mình bỏ cái bơm này mình xài cái bơm mới này đó, thì cái áp lực và cái lượng nước nó sẽ gấp 3 lần cái bơm đơn này anh em ha. Đó là đơn giản cho anh em vậy. Còn á, nếu mà anh em mua ở trên thị trường á là cũng cái mẫu bơm đôi này đó, nhưng mà thường á là những cái mẫu bơm đôi này á, thì lưu lượng nó chỉ có tầm là 9 lít phút thôi. Thì như vậy là cái bơm này bên em vẫn là khỏe hơn nha. À, tóm lại đây là cái mẫu bơm mà có thể nói là khỏe nhất, lượng nước nó nhiều nhất ở trên thời điểm trên thị trường hiện nay nha nè, tức là cao nhất luôn. Ở giá thì nó sẽ cao hơn khoảng vài chục ngàn, nhưng mà bù lại thì cái lượng nước và cái lượng áp của anh em á thì bơm rất là khỏe. Có nhiều anh em hỏi là đẩy lên tầng lầu khoảng 1-2 tầng đầu được không, là bình thường nha anh em. Của anh em hỏi là xài vài chục mét phun sương được không, bình thường luôn đó. Có nhiều anh em đã xài gọi là vài chục mét là hết sức bình thường, 40-50 mét và thậm chí là hơn nữa, là nó vẫn bơm xịt bình thường nha. Đó. Rồi thì anh em nào muốn đặt mua thì cứ việc là nhắn cho em cái tên họ, địa chỉ qua cái số hotline bên em là 0967100003, thì bên em sẽ ship tới tặng nhà cho anh em. Anh em chỉ việc là nhận hàng, mở ra kiểm tra thanh toán, thậm chí là cắm điện cho anh em chạy thử, cắm điện 12V nha. Rồi ok, ký nhận thanh toán đúng 350.000, bên em bao ship luôn. Nha. Còn anh em đặt mấy chỗ khác có thể là nó bán cho anh em là 300, 320, nhưng mà tính tiền ship vô thì cũng vô đó thôi. Còn ở đây là bên em bao ship cho anh em luôn, nhưng bên em độc quyền là cái mẫu này nha. Cái mẫu này anh em sẽ được độc quyền là ampe của nó là tới 11 ampe, tức là khoảng trên 100W nha nè nha. Thì cái bơm này là rất là khỏe. Rồi thì bây giờ em sẽ để cho anh em thấy cái máy nó chạy, nó hoạt động mạnh như thế nào, phun sương nó ok như thế nào, thì anh em cùng theo dõi trong video clip này ha. Sau đây là sau khi mà em đã quấn băng keo non nè anh em ha, anh em lấy quấn chừng khoảng 5 vòng băng keo non là ok, cho nó kín lại là nó sẽ khóa thôi. Rồi bây giờ em sẽ làm lại nè, bỏ nước nè, rồi cắm điện vô đó, nó sẽ bơm ra ha, khóa nước lại nè đó, là nó ngắt nè anh em, điện là vẫn cắm nha, điện là vẫn cắm bình thường đó, nhưng mà khi mà em mở cái chìa khóa ra là tự động máy nó chạy đó, khóa lại là tự động ngắt. Đó, lượng nước nó ra rất là dữ nha anh em. Đây lượng nước này mình thấy là nó ra nhiều hơn cái loại M30 nha. Ở trong video clip này thì em sẽ chỉ test cái bơm M40 thôi, tại vì cái clip test mà M30 thì em đã test quá nhiều rồi anh em ha, cực kỳ nhiều clip test về M30 này. Em sẽ để dưới phần bình luận cái clip test của cái con M30 này của những video clip trước để anh em vô coi.
Còn cái con này thì chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn cái con M30 rất là nhiều. Hoặc là nếu mà hoặc giả là anh em nào mà có coi cái clip M30 rồi thì anh em cứ xác định đi. Con này nó khỏe hơn nhiều ha. Rồi thì lượng nước nó sẽ ra nhiều hơn, cái gen của nó thông dụng hơn. Và bây giờ em sẽ cắm điện và em sẽ gắn cái cần phun sương vô trước cho anh em xem phun sương ha, cần 3 bét nha. 3 bét này là chuyện nhỏ với cái bơm mà 12 lít một phút. Nếu mà anh em xài cái bơm này mà anh em chạy là phải tầm giá là khoảng vài chục cái bét này. Đó. Rồi, đây cắm điện vô. Rồi em sẽ mở cái khóa ra nè. Nè anh em thấy không? Đây anh em thấy nó chắc tịch 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 không? Đó. Nó chạy không có điều máy, nó tịch 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 tịch. Nhưng mà xương thì rất là mịn nè anh em ơi. Đây. Đó, phun xương nè. Khóa lại nè. Mở ra nè. Thì đây nè, cái này á, nhiều anh em nhận máy sẽ rất là bỡ ngỡ khi mà mình xài 3 bét còn đỡ nha, 1 bét nó còn tịch 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 hơn nữa. Đó là lý do gì anh em biết không? Lý do là cái máy này 1 lít á, ở 1 phút á, nó trôi ra là 12 lít nước, mà mình xài chỉ có 3 bét thôi, nên là cái máy này chạy nó sẽ dư công suất, tức là nó chạy một vòng tua, nó sẽ nghỉ một vòng tua, relay nó sẽ ngắt. Tức là nó chạy được một vòng, nó nén nước ra, nó sẽ ngắt một cái. Nén nước ra, nó ngắt một cái, tại vì nó dư cái công suất. Đó, tức là kiểu giống như nói đêm nay giống như là cái nội công của tao là tao có thể phun ra được cỡ 30 bét, mà bây giờ mày cho tao có 10 bét, ủa có 3 bét, chỉ có 10% công lực của tao thôi, nên là tao chạy một vòng tua tao nhỉ. Thì cái này là hết sức bình thường, không thành vấn đề nha anh em. Thì này có hai hướng xử lý. Thứ nhất á, là mình cho bóp lại một bơm, bỏ một dây mình chạy một dây thôi. Cái hai á, là mình chỉnh lại cái con ốc ở trên relay này, có con ốc chính giữa này nè. Anh em siết ốc vô cho tới khi máy nó chạy đều là ok, là nó sẽ hết. Còn cái thứ ba nữa đó là mình tăng cái lượng bét lên tầm khoảng 10 bét. Với lại khi phun sương á, ít có anh em nào mà xài chỉ có 3 bét, chỉ có 3 bét này là để mình tứ lan thôi, là xài 3 bét. Thì nếu mà trường hợp mà anh em chỉ xài 3 bét này tứ lan thì một là mình cho chạy một động cơ, hai là mình tăng lượng bét lên, ba là mình chỉnh lại cái con ốc này. Chút xíu nha, em sẽ chỉnh cho anh em xem luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ bỏ một dây em chạy một máy thử coi nó có tịch 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 không. Chắc chắn là nó cũng sẽ tịch tịch, tại vì 3 bét thì nó ít lượng nước quá ha. Đây mở ra nè. Đây, một nè, nghĩa là nó chạy nha, chạy đều, một máy thì nó chạy đều nha. Đây khóa lại nè, đó này thấy không? Rồi tăng thêm một dây để nguyên vị thêm một máy nữa. Đó, thấy không? Đó là lý do là tại vì không phải là nó bị do vấn đề kỹ thuật gì, nhưng mà là do cái máy nó dư công suất nha. Đó. Một máy mà nó chỉ nén có 3 bét thôi, nó dư quá nên là nó chạy một vòng tua nó bỏ, rồi bỏ ra dây đây. Đó. Đó, một máy là chạy em ru nha anh em. Đó, như vậy là nếu mà anh em nào mà chạy mà chỉ có cần 3 bét này thôi, là chỉ cần cho điện cho chạy một bơm thôi là đủ ha. À, cái này là nó chạy máy trái. Rồi khoan mở ra nè, em cho chạy máy thôi, rồi bỏ về đó ra chạy máy khác. Đó, hai máy chạy như nhau anh em ha, hai máy là nó chạy như nhau, chạy đều luôn đó. Rồi vậy là mình đã có câu trả lời ha, tức là anh em xài một máy thì khóa lại nó vẫn ngắt nha. Như vậy là mình đã có câu trả lời là khi mà mình xài cần 3 bét này thì chỉ cần một máy thôi là đã đủ công suất của nó rồi, tức là cái máy này quá khỏe đi. Anh em xài hai máy là phải xài tăng lượng bét lên. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái hai mình bây giờ mình sẽ bỏ ra, mình thay vô tiếp tục. À, mình thay vô cái một bét này đi. Bét này là một bét qua sen. Đó. Một bét này thì đương nhiên là mình cho chạy luôn. Rồi mình sẽ cho chạy, đem em quay nè. Đây em sẽ cầm nè. Em bấm 0.5 á. Cho góc rộng ra. À, góc rộng ra. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho chạy một máy nha. Đây, một máy. Một máy mà một bét nó sẽ tập nè anh em. Thấy không? Anh em thấy là cái động cơ nó sẽ tập nè. Em lấy ra một lại về cận cảnh lại. Rồi, đó anh em thấy là một máy thôi mà một bét là nó cũng sẽ tịch, tức là cái máy nó chạy dư công suất luôn. Đó, chạy nhàn luôn, khóa lại nè. Đó, còn hai máy là chắc chắn là nó còn tịch hơn nữa nè. Cái này bình thường không anh vấn đề gì hết. Nào, gắn vô là hai mở nè. Đó, hai máy là vẫn tịch nha anh em. Rồi bỏ ra một dây nè ha. Đây. Đó. Một bét thôi là đã phun ra, anh em thấy không? Xương rất là mịn, rất là khỏe, phun ra nó tới ngoài đường luôn. Đó. Cái bơm này khỏe lắm, anh em chạy vô tư hàng ngày luôn. Đó, ướt chiếc xe luôn nè ha. Chỉ để phun sương thôi mà ướt luôn nè. Đó, đó là cái cần bét này gọi là bét hoa sen một bét nha anh em. Còn cái cần này là cần 3 bét nha. Rồi còn trường hợp mà ví dụ như nhà mình mà mình ví dụ như anh em có thể mua hai cái cần 3 bét này luôn. Đó. Đó ví dụ như nãy đây em gắn vô nè. Vô lấy thêm trên cái cần nữa đi. Đó ví dụ bây giờ mình muốn mà chạy là 6 bét luôn, mình thử coi 6 bét nó như thế nào thì mình xài mua thêm cái chạc y này. Nó chia ra ngã ba. Rồi ví dụ như ngã ba chưa phê nữa, mình mua thêm cái chạc y nữa.
là nó ra tới 3 đầu luôn, mới đầu ra 2 đầu, không 3, 3 đầu. Cứ vậy anh em tăng lên, chừng 80 đầu cũng được đó. Quan trọng là anh em có tiền mua mấy cái chạc y hoặc là mấy đầu này không thôi nha. Rồi mình sẽ gắn vô nè ha. Mấy cái này mình gắn gá vô thôi nên là không có siết cứng, nên là cái áp lực nó có xì nước thì anh em không cảm nha. Đây mình chạc 2 nè ha. Còn nếu mà anh em muốn thêm mì cứ mua thêm chạc y rồi mua thêm này. Thấy mẹ dặn nó không đều, cái hàng xịt ra hàng xịt vô. Rồi, đợi đó đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho một máy nha. Lấy góc cộng ra đây. Rồi chưa, ok chưa? Rồi cho một máy nè, mở nè. Đó, nó hơi xì nha, tại vì anh chưa siết nè, anh em thấy không, nó hơi xì. Đó, một máy là chạy ok nè. Bây giờ mình thêm hai máy coi nó còn tịch nữa không. Đó, hai máy là chạy đều nè anh em. Tức là mình tăng cái lượng bếp lên là 6 bếp là nó chạy đều rồi nè nha. Rồi nó phun là trời hạn luôn, phun ướt nhẹp bà em luôn. Khoái rồi nè, thấy không? Như vậy là cái máy này anh em xài hai máy là chạy là phải từ 6 bếp trở lên là khỏi, mới khỏi cần căn chỉnh gì ha. Còn nếu mà anh em chỉ xài 3 bếp thôi là chạy một máy là ok rồi nha. Đây, 6 bếp luôn rồi, thấy không? Chạy dữ dằn không? Phun cực kỳ luôn. Đó, thằng này tại vì chưa siết chưa nữa nè. Đó. Phun rất là mịn nha anh em. Phun này là không thua gì cái máy mà chạy xăng đâu, hoặc là những cái bơm điện 220V. Cực kỳ khỏe ha. Đó, rồi bây giờ là tháo cái này ra nữa nè. Đó. Cái chạc y này nó bằng đồng nên là nó sẽ mắc nha. Này là 50.000 nè. Cái cần này là 70.000 nè. Như vậy nguyên cái combo này hai này thôi là 140.000 rồi. Với thằng này 50.000 đó là 190.000, là gần 200.000 cho cái combo này nha. Đó. Nhưng mà xài hoài là xài hoài nha, nó không hư nha. Tại vì mấy cái đó là đồng, nó không bao giờ nó bị rỉ sét, nó bị hư gì hết. Rồi tới tiết mục thứ hai đó là mình gắn vô cái bếp này để rửa xe nè. Đó, mình sẽ gắn cái bếp này rửa xe nè. Rồi mình sẽ tiến hành thử từ một máy xong mình tăng lên hai máy nha. Đây, một máy ha. Cắm điện cho nè, mở khóa nè. Đây, một máy nha anh em. Đó, một máy là anh em vẫn có thể rửa được rồi nha. Xịt là thấy đau chân đó, đưa cái chân là thấy hốn rồi đó, là một máy thôi nha. Rồi bây giờ khóa lại nè, tăng vô 2 giây nè, cho chạy 2 máy nè, mở lên nè. Đó, mạnh lên đáng kể nha anh em. Đó, đây là gì, chụp vô là chịu muốn hết nổi nha, đau á. Đưa gần cái nữa là gắt da đó nha anh em, đau á. Đó, anh em nghe cái tiếng hùng ướp nè, anh em mới dễ hình dung nè. Đó, nghe tiếng hùng ướp nè. Em khóa lại nè, khoa xịt vô cái lon bia nè. Nè, nghe tiếng hùng ướp nha. Cách xa chừng tầm 1 mét nha, mà ngã lô bia luôn. Đó. Đó. Rồi rửa xe nè. Rửa xe là em đứng cách xa là tầm 1 mét rưỡi nha. Đang là đứng cách xa 1 mét rưỡi, anh em xịt mà gần hơn là khỏe hơn nữa. Đó. Anh em thấy là xịt vô nhà nhựa mà nó văng ra nó phun sương luôn nè, anh em thấy không? Rồi đứng gần lại còn mạnh hơn nữa. Đó. Rồi xịt xa ra nè, xịt ra. Đó, nó phun, nếu mà phun xa ra không đó là khoảng tầm là 5-7 mét nha. Nó cái lực của nó là phun xa ra là tầm 5-7 mét đó. Là cái bếp này là bếp rửa xe nha, chứ không phải là phun xương nha anh em. Đó, nó khỏe như thế này đó. Đó. Anh em thấy ok chưa? Nếu mà rửa cái dùng cái máy này mà để rửa chiếc xe này đó, thì nếu mà anh em đánh xà bông vô hết nha, rồi xong anh em rửa ra ha, thì em ước lượng là khoảng tầm 5-7 phút là anh em đã rửa xong chiếc xe máy rồi. Em xịt sơ sơ vậy thôi là hết mặt rồi nè. Đó, anh em thấy không? Quan trọng là cái lượng nước của nó ra rất là nhiều ha. Nó ra lượng nước nó nhiều. Đấy, em lấy cái ca nước ra đây cho anh, cái ca nào đựng nước cũng được đó. Cũng quan trọng là nó xài cái lượng nước rất là nhiều. Và anh em lưu ý là cái bình này là cái bình gì anh em biết không? Cái bình này là bình xe ô tô, mà cái bình này là bình hư. À, cái bình này là bình hư tại vì em mới hai cái bình Dawo nè. Cái bình này là của chiếc Xpander 7 chỗ á. Đây rồi em thay vô cái bình mới là bình Dawo rồi. Tức là về cơ bản là cái bình này nó đã bị tụt áp rồi. Như vậy nếu mà anh em về xài á, em quay em lít test về, anh em về xài cái bình của anh em á, mà bình xe tuần tốt, ví dụ háo tưởng anh bình này đi tại làm biến không háo thì xe này, thì cái lực nước nó còn mạnh hơn như trong video clip này nữa nha anh em. Tại vì cái bình này là vốn dĩ nó là đã là cái bình hư rồi. À, bình hư em mới thay nè, đó không? Đó. Bình này là thay từ năm 2020 hay tới giờ. 220 rồi mới hai cách đây mấy tháng thôi, đổi qua bình Dawo của thằng Hàn Quốc nè. Nên là lấy cái bình này test cho anh em, chứ thực sự là cái bình này tuột áp rồi, nên là cái máy này nó chạy, nếu mà công suất thực tế của nó
là trong cái video clip này em test thì nó chạy được đạt khoảng 80% thôi. Còn nếu mà anh em xài cái bình đủ áp hoặc là xài cái biến điện á thì nó sẽ còn mạnh hơn nữa ha. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp test tiếp tục là cái nước nè. Đây là cái ca nước nè. Rồi em mở lên cho anh em chạy nè. Nè, anh em thấy không? Dần gì là anh em mới biết là cái lượng nước nó nặng như thế nào. Đó. Để thôi anh em không dễ hình dung được. Còn á, cái lượng nước mà cái tia nó xịt ra là cái nó bằng khoảng đầu đũa nghe nè, tức là bằng cỡ cái đường nước cỡ cái tiết diện nó bao nhiêu nè. Chứ còn một số máy á, cái lượng nước cái lưu lượng của nó ít á, nó xịt ra thì nó mạnh nhưng mà lượng nước nó ra không nhiều, anh em rửa rất là lâu nha. Đây quay lại cho anh em coi nè. Đó. Bơm rất là khỏe luôn. Khóa lại nè. Rồi giờ em bỏ ra nè, đổ hết luôn nè. Nè anh em thấy không, chỉ có vài giây thôi là cái lượng nước nó ra là đã đạt khoảng 1/5 cái ca nước này nè. Cái ca nước này là khoảng 2 lít nha. Đó anh em thấy nè, tầm vài giây thôi là nó đã đầy như thế này rồi. Đó, rồi bây giờ em sẽ ngắt cái này, em sẽ đi kiếm cái dụng cụ để cái dây để mà em gắn cái vòi sen cho anh em xem. Gắn thêm cái vòi sen test cho anh em luôn. Rồi mình mới đi lục kiếm được một cái vòi sen nha nè. Đây là cái vòi sen nè, thì ở nhà anh em xài vòi sen thì cũng tương tự cái này thôi. Đó, cái vòi sen này thì nó chỉnh được maximum thì mình đang chỉnh qua là cao nhất, chỉnh qua đây hết. Để qua đây lại nè, ha, mình chỉnh qua đây là cao nhất. Thì nói chung cái vòi sen ở nhà thì ở đâu cũng vậy thôi, còn cái vòi sen này thì đây là cái vòi sen du lịch, mấy cái vòi sen mà của nhà Mobihome. Nhà di động rồi hay xài cái vòi sen này nè anh em ha. Rồi thì thay vì gắn dây đồ này kia thì mình sẽ chế mình chọt vô đây luôn, mình giữ đây đại thử cho anh em chút xíu thôi, nên chứ còn mà nếu mà anh em gắn cố định đó, thì anh em có thể gắn trực tiếp đây luôn. Nếu mà mình xài vòi sen hoặc là xài máy giặt đó thì anh em đây là cái dây máy giặt nè, thì nó cũng đơn giản thôi. Đây là cái dây máy giặt này vô máy giặt nè, cái dây này là cắm vô đây thì anh em ví dụ như anh em cắt bỏ cái dây này, anh em chỉ việc chồng vô đây siết cổ về lại là xong thôi ha. Nó rất là đơn giản, là gắn vô máy giặt là nó trợ lực, làm trợ lực máy giặt, còn cái này là trợ lực vòi sen. Còn ví dụ như xài cái vòi rửa chén đồ này kia thì nó cũng tương tự vậy thôi. Rồi bây giờ anh sẽ chọt vô nè, mở lên nè. Nó sẽ hơi dội nên là phải chịu vĩnh chắc. Rồi mở đi. Rồi cắm điện vô. Đó, lại cho anh em xem nè. Đó, ngon lành nha anh em. Đó. Cái vòi sen này là vòi sen nhỏ đó. Cái vòi sen này là vòi sen du lịch, còn nếu mà anh em xài vòi sen lớn thì cái lượng nước nó ra cái tức là nó nhiều cái tia hơn, còn cái loại này là loại nhỏ nha. Đây anh em thấy không, gì là tắm là thoải mái luôn đó. Anh em đi du lịch đồ này kia tắm là thoải mái, hoặc là nếu ở nhà mà trợ lực cái vòi sen mình nó yếu quá đó thì anh em cắm cái điện này vô là trợ lực là bơm là đã luôn, rất là đã nè. Đau nha đó, vòi sen nhưng mà xịt là muốn đau cái chân nè. Nó rất là ok nha, còn khóa lại thì nó vẫn là ngắt ngắt nước bình thường, mà không có tay khóa nè, khóa dùng cái tay bấm tay luôn rồi tắt đi, ngắt ngắt điện đi đó. Ở đây nè, nếu mà anh em khóa lại thì nó sẽ ngắt nha, nha, tại vì hết tay để quay rồi. Đó, đây là sử dụng vòi sen quay thực tế cho anh em luôn. Cái clip M30 á, em làm rất là nhiều clip rồi nhưng mà chưa có làm cái clip về quay cái vòi sen. Cái vòi sen này là bữa nay mới test được lần đầu tiên thôi. Mà cái vòi sen này là vòi sen nhỏ, anh em xài cái vòi sen lớn, vòi sen mà ở nhà mình á thì cái đường kính nó sẽ bự hơn, cái nó nhiều cái lỗ này hơn thì xịt nó sẽ không đau nghe. Cái này cái nó nhỏ quá mà cái máy nó mạnh quá, hồi nãy xịt nó đứng xa xa vậy là nó hơi đau nha. Nên là nếu mà anh em xài cái vòi sen mà bình thường ở nhà mình xài cái đường kính nó bự hơn thì nó sẽ ok hơn, gọi là nó không đau á, tại cái này nó nhỏ quá, nước nó ra nhiều nên là nó xịt hơi đau. Nếu mà đau quá thì anh em xài một máy bơm. Rồi tiếp tục cái màn hay nhất ở trong cái clip này á, đây là một cái nòng của cái máy cắt cỏ TU26. Em đã đi xuống dưới sông em chét sình và cố ý để cho nó khô qua nãy giờ cũng khoảng tầm nửa tiếng anh em. Đây là sình nó sạch nè, đây sạch cho nên nè, sình nè, là đã để cố ý để cho nó muốn khô chút xíu rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ dùng cái bét rửa xe này để em xịt ra đó. Rồi mở nước lên, rồi mở khóa này nha anh em. Giờ em sẽ đứng xa ha, đứng xa cách cái vòi tới cái đó là khoảng tầm 7 tấc nha em xịt, chứ còn mà để gần thì quá đơn giản rồi, với lại để gần văng vô mặt thấy mẹ luôn, xịn văng thấy bà luôn. Đứng xa xa chút xíu nha, tại máy nó mạnh đó. Nè thấy không, nó văng luôn, nó bay luôn cái nòng rồi văng đi rồi không đó, nó văng dữ lắm. Ôi giời, xịt nó văng vậy nè đó, xịt mà tới cái nòng nó quay nó xoay đi nó bay cái nòng luôn à.
nó rất là đơn giản nha, rồi nó văng vô mặt em luôn à. Đó. Chưa tới 30 giây là đã sạch sẽ cái bùn nha. Đó anh em thấy không? Cái máy này em bán á, ở trên thị trường nó bán có nhiều loại lắm anh em, mấy cái loại mà rẻ tiền á tầm trăm mấy á. Cái lượng nước của nó chỉ có tầm 4 lít tới 5 lít phút mà nó yếu xèo à. Còn cái này nè, nó xịt nó văng vô mặt em nè, thấy không? Em đeo kiến mà anh em thấy nè, nó văng vô cái kiến ướt rồi nè, thấy không? Ý là em đã né rồi đó. Mà nó văng vô cái kiến văng nè. Rồi, xích kia. Đó. Với cái nồng này mà dính đầy bùn đất nè anh em thấy không? Mà xịt chưa tới 30 giây. Nãy giờ em xịt là em xịt kỹ á, chứ còn mà xịt mà nhanh á tầm 20 giây là sạch sẽ nè. Sạch không tì vết nha anh em. Đó, rất là ok nha. Rồi mở khóa nữa nè, đưa tay vô đây nè là đau nha, chịu muốn không nổi nha. Đó. Đó anh em thấy nó lúng cái tay luôn nè, em không dám để gần đây đâu, để gần đây chịu không nổi nè. Đó. Xa tầm gì nè, tầm mà 2 tấc nha là nó đau, nó lúng vô đây đỏ tay luôn nè, thấy không? Đó, nó văng nè, nó văng ghê không, khỏe cực kỳ luôn. Mà đặc biệt là khóa nước lại là ok. Rồi chưa bao giờ làm một cái clip mà nó test mà nó chi tiết như cho anh em trong cái clip ngày hôm nay nha. Đó, test đủ thể loại luôn, chỉ còn thiếu điều là kêu kiếm cái máy giặt ra nữa thôi, là gắn vô là test cho anh em thôi, chứ còn mà còn gì nữa đâu để test đúng không? Quá ngon nha, anh em nào mua thì liên hệ giùm em. M40 giá là 350k bao ship cho anh em luôn, tặng cho anh em cái đầu găng da này ha. Còn dây là không bán cho mấy ông ha, dây là ông nào mua thì tắt thấy không? Anh em thấy nó xì nước là cái máy nó sẽ chạy, nên là mình muốn xài cái chế độ mà khóa tự nhắc đó là phải làm cho cái hệ thống nó thật là kín thì nó mới có tác dụng ha. Còn cái bơm này á là anh em để ngoài trời hoặc là văng nước vô bình thường luôn, chỉ có đừng có để chổng ngược lên gì thôi, nước nó vô cái motor đây thôi. Còn ví dụ như anh em để ngoài trời, anh em bắt 4 cái chân có chống rung nè, anh em để ngoài trời gì cho em là ok, không bao giờ bị ảnh hưởng gì hết, cho mày mưa gió bão bùng cỡ nào cũng ok hết. Hoặc là đặt trên mặt này chế chống chỉ định, đừng có đặt ngược lên là gì là ok thôi, tốt nhất là đặt gì lên tường nè, là anh em để ngoài trời thoải mái nha. Rồi ok nha.